Quá nóng rồi, đâu ăn được. Ủa vậy hả? Anh Hải anh húp rồ rồ mà. Mười điểm. Đã lên tên Hải nè, tên Hải. Thằng xứng đáng có 10 người yêu nha mọi người. Thôi. Xin chào cả nhà buổi chiều nha. Hiện tại bây giờ Hoàng đang có mặt ở trong vườn mít của anh Hải với chị Vân này cả nhà. Thì hôm nay do chú Út với Giang đều có công việc bận hết rồi, nên là Hoàng đi có một mình thôi. Anh Hải với chị Vân với anh Cường đang có một chiến thuật gì đó ở đây. Mời cả nhà theo dõi nha. Mọi người đang rất là tập trung luôn á, không ai phát hiện cho mình. Giật mình. Hello, xin chào mọi người nha. Chào anh Hải nha, anh Hải ơi. Chào cả nhà. Anh Cường, lâu quá mới gặp. Cường Lãng Tử hả? Anh Cường Lãng Tử. Hôm bữa có chị nào kêu là mai anh Cường nè. Anh Cường. Thiệt mà. Hỏi anh Cường có vợ chưa, nó là anh Cường độc thân nè. Không biết là mọi người đang chuẩn bị làm cái gì. Cả nhà theo dõi nha. Anh Hải làm gì trước Hải? Ơi Hải làm gì vậy? Hải đang làm gì? Đó là chương trình của mình là làm gì á. Sao cây đang phục bổng cả nhà ơi. Chạy trước cho cá nó động, nó rút vô bọng. Là trong cái vườn mít của mình có mấy cái bọng mình có thể hụt được. Con bọng này một cái nha. Cái đầu trong anh bít lại. Anh Hải bữa giờ coi clip hụt bọng của con lúa Đồng Tháp thấy khoái rồi, bữa nay hụt bọng nữa nha. Đây, cái con bọng nó ịn ở đâu chỉ giùm em với. Ở chỗ cây. Vậy cái con bọng ở đâu vậy? Là nó sẽ lưu thông giữa cái ở ngoài đó đúng không? Ngoài đó còn một cái đường kinh người ta bơm nước từ ở dưới sông lên cả nhà. Đây cho cả nhà coi nè. Đi, để mấy cả nhà mới hình dung được là nó ẩn ở đâu. Đây cả nhà, đây. Là cái đường này á là nước nó ở ngoài, từ ở ngoài nước ở ngoài sông á rồi dẫn vô đây là để mọi người bơm vô vườn nè. Đây, cái bọng của anh Hải trong vô vườn anh Hải là nó sẽ bắt đầu từ chỗ cái mí bao đó. Nó kéo dài qua đây. Rồi vô trong vườn. Hiện tại bây giờ là mấy bữa nay là do giữ cá lại đó, là anh Hải anh đã bít lại rồi nè, sợ cá nó ra. Bít lại anh Hải, cái miệng bọng ở đây anh bít lại rồi đúng không? Anh Hải, tức là bít lại cho sợ cá nó đi ra hả? Còn một cái miệng bọng nữa là ngay chân chỗ lùm cây nè. Cái chỗ này hôm bữa em ngồi lên em thăm cái vớn mấy con cá bóng phải không? Đúng rồi. Trước khi mình hụt cái bọng chỗ này thì anh Cường sẽ chài một vài chài ở dưới đây nè cả nhà. Thấy cá đậu quá nè, mình chài cho nó động cá cho nó rút vô thêm nữa. Nay chài cá gì là ăn cá đó nha. Vô cá bóng là ăn cá bóng luôn. Ủa gì chứ không lẽ chài vô cá bóng ăn cá lóc. Có đồ ăn. Cá bóng vô ăn cá lóc mới ghê chứ. Hôm nay rất tiếc là không có Giang hay là chú Út gì hết, để đi qua đây là càng vui hơn. Ủa sao anh Cường hay gì? Anh Cường anh chạy theo đường kinh luôn hả? Trời, chạy. Đâu hay bằng chị đâu, không chạy cũng được chạy. Trời. Nãy ơi, mình nãy trong đây đi chút xíu hả? Cái đó anh Hải. Không cá đậm gì chứ gì. Dỡ chị cái chị. Dỡ ra sao khỏi mấy rau. Anh Hải. Dỡ nó lộn chị rồi. Dỡ nó lộn chị rồi. Hải gì lộn hả? Ừ. Ôi, cái bên đây, cái là bị gì? Bị lộn chì. Có đâm không? Sao nó đâm bọng vậy chân vậy? Thấy cá ụt lắm mà. Cá nhỏ không có bự nào lại. Chưa lên chài mà anh Cường cứ hù tâm lý nữa không? Chuối vậy? Chuối xuống lặn. Vô cái chê 3 kg. Lá mít không mà ông Quy. Sao thấy con cá nào lên như vậy? Đó. Cái gì? Rô phi á. Rô phi không à. Lâu lên anh. Vũ lên em, Vũ lấy cá. Ồ,
Ôi ôi, được con cá trắng một. Tôi phi cắm luôn. Ở đây thì anh Hải đang chuẩn bị trước rồi. Anh Hải cột cái vớn luôn. Chưa. Cái này là cái vớn, cái đuôi vớn giống hôm bữa đúng không anh Hải? Còn ba em thì ba em xài cái gọng. Lại trong kia mình hụt ra. Chỗ này hứng cá. Hải được cột sẵn luôn rồi. Trời ơi, cá nó nhiều rồi, nó dứt cái bụi cỏ đó luôn á. Cá. Mấy cá gù phi. Phi. Nghe ốc 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 nghe không? Nghe nghe ốc ốc không? Trời ơi. Bữa tối của mình đó nghe anh Hải. Đi. Đừng có làm hồi em với chị Dân mất đi chợ mua tàu hủ. Cái này một hồi nướng. Nướng em làm nước chấm hần thánh rồi chị Dân. Ừ. Mấy cái gù phi à, nhưng chài nó cá mà. Không có, tại cái chài nó hư đó. Mấy cái chốt cái gô lửa lọt cái gì. Hồi nãy cá chú anh Cường không chịu lặn. Cá bự thấy ghê luôn lặn. Anh Hải thì đang chuẩn bị cây, nói cây để mình thục cái bọng. Cái bọng này nó dài bao nhiêu mét thì anh Hải? Nhớ không? Chục không? 8-9 mét. 4 cây đủ rồi. 4 cây đủ rồi. 4 cây dương dài. Thục vô đi, chừng nào không tới chim vô nữa. Đẩy vô thêm. Nhưng mà phải cho nó nặng á, nó mới quét cá đi. Miếng chài nặng không Cường? Cái đầu bọng trong đây nè cả nhà. Chút xíu nữa thì mình sẽ thục từ trong đây thục ra ngoài kia. Ở ngoài kia thì anh Hải anh đã cắm cái đuôi vớn vô rồi. Anh Cường anh đang nghiên cứu cái chài tiếp theo anh sẽ chài ở đâu. Lên cặp cá trên Cường ơi. Tối nay mình nấu cháo. Đang thèm cá chê. Vô cá gì bự lắm. Vô cá gì bự vậy Văn ơi. Có cần nhảy xuống không? Có cần nhảy xuống không? Này, từ từ kéo mình. Vô cái sổ bắt luôn á. Cá quậy vậy đó. Ủa chạy bị gì á? Có đâm không Cường? Chưa, từ từ. Đừng gấp. Cái gì? Chưa, mới có quẩn cái rồi giờ nó mất tiêu rồi, cũng nghe tôn tích gì chứ. Chắc chui ra ngoài hay gì rồi. Có vô cá trắng rồi kìa. Ở dưới đây có cá hồ hả? Chị Dân, ở dưới đây có cá hồ hả? Thôi hợp phải chưa đợi. Không đâm bọng gì chứ gì. Cá đâu có lẹ đâu mà kỳ á. Con cá gì vậy? Ê, 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 ê. Cá giống cá hồ với anh Hải. Ai biết thì lôi lên đi. Nó ra thì ra không nổi rồi đó. Xuống ra thì ra không nổi rồi đó. Cá chè. Cá chè. Lên. Nổi đâu mà vậy. Qua bé. Ồ cái mày dính bạnh bạnh luôn kìa. Cá chè này mà vô không bọng hụt nổi không trời. Cá chè đâu vô bọng đâu. Nghe hả? Sao đắng vậy? Bắt nó luôn nha chị. Ha.
miếng giấm cũng được, miếng giấm cũng được. Để ngoài mình hột tỏi cái nữa cho mình với ấy cây cá để cái mình bỏ. Có cái một cái nhỏ nhỏ nữa. Ủa cái ống bọng mấy tấc chị Giang? Ống bọng mình mấy tấc? Bề hoành á, đường kính á. Cá tra này là cái mức độ ngon của nó là cả nhà đã từng biết rồi. Tại vì hồi lúc đó là mình hỗ trợ anh Hải chị Giang bỏ nó xuống. Nó dài mà nó ngon. Rồi con cá tra. Cá tra cả 2 ký mấy á. Ủa anh Hải ơi, em thấy ba em sẽ đưa cái bao đó lên trên á, cho nước nó xì ra hết luôn. Gì? Cái bao vô rơm á. Còn em đổ động cho nó bít miệng bọng được rồi. Nó bít miệng bọng nhưng mà nó có nước á, một hồi anh để trong nó nước nó xì ra, nó xẹp, nó sẽ tạo khoảng trống con cá nó đi trở ngược lại á. À. Ừ. Còn một xíu à. Ủa anh làm gì vậy? Cột dây chưa? Rồi. Đâu đâu đưa cái ba em coi coi. Nè. Không có được đâu, cái này thế nào nó cũng không có vừa đủ à. Vừa rơm, nhiều rơm hay gì? Nhiều rơm vô anh phải cho nó cứng nhắc luôn rồi anh đẩy cảm giác nó nặng á mới được. Thấy rơm đúng vậy? Chứ nó trống vậy là một chút xíu là nó con cá chê, nếu mà có cá chê trống là nó chuồn qua được á. Rất từ tại cũng được à. Anh Cường có nhiệm vụ ngồi canh cái đuôi vớ ngoài kia. Ờ để cá nhiều quá nó tuột dây á. Nhiều quá nó lọt vô cái lỗ nè. Chứ mà. Phải như bọn cái bọn xả kìa đâu. Bọn này có 2 tấc 2, hết dữ nha. Hôm bữa cũng y chang, bữa Giang cũng đẩy đó, Giang làm là cá nó tuột lại á. Khúc sau ha là ba em phải làm lại một cái rồi đẩy ra một thùng bê cá luôn. Đẩy bít. Còn đẩy ra có lỗ hổng mà đâu có. Cá trê nó hay lắm, cái đầu nó dẹp 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 á. Vậy mực nước ở trong cái giường của mình nó cao hơn ngoài vậy? Ừ, cao hơn. Nhiều quá nãy không nổi. Vậy nó mới khích được. Tại cái bọng này nó xa, phải như cái bọng kia nó cục thôi. Cái bọng hôm bữa em để cái bọng xa nhất là 4 mét 4 thước mấy. Ừ, cái này tay gấp đôi. 8 mét. Vậy đẩy phụ không? Bởi vì anh vô đít nè. Vô đít thì sợ cá nó đi ngược. Dễ gì. Hồi hộp chờ đợi kết quả rồi cả nhà. Lần đầu tiên hụt bọng ở trong vườn mít luôn. Cá thì chắc là phải có rồi. Ừ. Thử nó nồi cháo hoành tráng cũng được rồi. Thì ghê ha, ước mà nhỏ nhoi ghê. Nhỏ nhoi thôi. Dạy cái lóc dạng cái chê gì đó. Hồi nãy em đi ngang dưới nhà của ông Sáu Ánh đó chứ chị. Đang tát hầm. Đang tát hầm. Ông chi đi mua hầm để tát mà. Quán này. Qua khỏi cầu Chốt Sáu xíu xuống đó. Chỗ phơi lục bình, chỗ khách hay đậu xe đó. Ờ, ngay cậu hả? Ừ. Chứ có thường anh chạy nó anh câu hoài. Đẩy nước cái trời. Bắt đầu đẩy rồi đó anh Hải. Ừ. Nhẹ không, nhẹ không? Nhẹ là thua đó, phải nặng mới được. Nhẹ đâu trời. Nặng nó mới. Mình xem kết quả. Còn lâu. Ra đây chừng nào cái bao ra tới kêu em. Ở đây. Đang cái bọng tới 8 mét mấy. Đây gần hết cây này đó, mới tới rồi. Mà cảm giác nó nặng là được à.
hơn nửa đường rồi đó. Cá nó cản hay gì nặng gì vậy? Tới chưa? Tới chưa? Hết cây rồi đó. Ra chưa? Ra rồi, mở cái bao qua luôn đi. Rút cái cây lại. Từ từ. Tụi tìm coi cái. Sao mở con dây? Mở con dây dở cái đầu vọng lên lại. Coi chừng nó tuột cái đó nghe chị. Có nó chả anh cướng. Nắm đầu này chứ giờ nắm đầu đó lên rồi cái gì. Ủa nó dính vô đây xuống sao? Đâu đi, nó lú dài mà. Chạy nhanh chút đây, chạy nhanh chút đây. Hết cây rồi. Lấy cái bao ra. Chưa. Dớ mình lên đi, bỏ bao ra, kéo cái bao ra. Ừ. Rồi lên. Có cá không? Lên nè. Ơi. Cái gì? Cá chê nữa. Cá chê. Ê quá trời trời. Cá chê. Ê. Xích lên ăn còn để nó dính hang kìa. Hai cá lóc, ba cá chê. Buông tay lại đừng tháo dây ra. Rút cái bao qua được rồi. Rút cái bao qua chưa? Nó chị trắng. Hai con cá chơi. Đang con cá chơi bự là ba cặp cá lóc. Phải quấn nhiều quá nè. Không có cá gì phi ta. Quấn bằng đây là ốc. Ốc vàng nữa nè. Còn không? Kiểm tra coi còn không? Còn cá không? Còn ốc trống á. Cái gù phi chị Vân bỏ luôn rồi. Còn cái gù phi bỏ luôn hả chị Vân? Hả? Cái gù phi cái mì dinh để thả lại hết hả? Ồ, vậy mình ăn cá lóc đi cả nhà. Cá lóc cá chơi, còn cái chị trắng mập nha. Chị Vân với kêu giải đó anh trời. Em thấy nhiều cá đó cũng đủ ăn rồi mà. Cá quặn. Có giải dữ trời. Không có thấy quăng hết hay sao không? Tao bỏ vô chài là tao bỏ vậy đó chứ phải vì được rồi lên đây. Thấy. Thấy cái chì chài nó nằm nó lộn lại. Cái hổm vậy vô cá bự rõ ràng luôn á mà thấy lộn lại đó, cái ra được cái đó. Chứ chưa thấy làm sao mới đúng. Cái tùng nó không có vô. Nó lộn lên thì sao nó vô. À. Em nghĩ là cá tra. Khu bên đây hay có cá tra. Cá tra vậy đi cũng tản lạc hết rồi. Chị mở cửa cho nó đi rồi mà phải không? Có đâm á, cái chạy. Cái chạy đâm bực bực luôn kìa. Rồi ra cái chê. Đâm cái năm mai gai rồi nó. Quách theo chính thức ăn. Đâm chết thì dùng dính dính cái chạy. Chê. Ừ, cái
cây rồi vô được. Cá dê. Ô, vô. Cái này ngon nè. Hay quá. Được rồi, con được rồi. Đi đi ra ngoài chỗ cái đống cá luôn anh Cường. Đi chị. Không có chú Út với Giang thì cũng có chị Dân với anh Hải với anh Cường hỗ trợ cũng đỡ cả nhà. Trời ơi, đi không biết chiều nay có về không. Ghê trắng trà bá luôn. Tính ra nãy giờ chạy này là ngon nhất. Thôi giờ ăn cá chê với cá lóc với cá tre rồi khỏi ăn cá rô phi nghe. Cá rô phi lại đi. Không ăn cá rô phi nghe. Cá ngon rồi. Cá u nu. Cá tre là sao? Ai biết. Có ăn là thả lại. Tùy chị à. Bây giờ nhiều cá quá. Nhiều cá quá bắt đầu mình lựa chọn lại. Ăn cá tra đi. Cá tra đi. Ăn cá lóc với cá tra. Cá miệng nó cũng sống. Cá tra có miệng nó tặc rồi. Tiếp tục tỉ một em cá tra. Vậy mình sẽ còn lại bao nhiêu đây thôi cả nhà. Cặp cá lóc 4 con cá tra. Anh Hải với chị Vân đi rải phân mít rồi cả nhà. Thì Hằng sẽ nấu cháo cá nha. Sẽ nấu nhanh cái món cháo cá ngày hôm nay là cá lóc với cá chơi mình nấu cháo. Hôm nay sẽ không nấu nguyên con cả nhà, Hằng đã phi lê cá ra nè. Hai bên đây là nhìn khác biệt nha. Phía bên đây là cá lóc nè, bên đây là cá chơi, cái thịt nó khác cả nhà. Một dĩa luôn. Rồi bên đây là cái phần đầu với phần xương. Thì cái phần này á, mình sẽ bỏ vô trong cái nồi nước mình nấu cho nó ngọt nước nha. Còn cái phần cá phi lê chút xíu nữa mình sẽ nhúng cháo. Bên đây mình có một cái chảo để mình làm mỡ thơm cho nó thơm. Cái chảo bên này Hằng sẽ phi cái tỏi với cái gốc hành đi lên. Hành với tỏi vàng nữa Hằng. Cái này để lên cái phần cá phi lê của mình cho nó thơm. Ít thì chút xíu mình sẽ bỏ vô cháo. Và cái phần cá này bắt đầu sôi rồi. Mình sẽ vớt cá sôi chín rồi, mình vớt bọt. Vớt bọt chứ vớt cá ra luôn. Rồi mới bỏ gạo vô. Vớt mấy cái xương cá ra nha cả nhà. Đây, gạo vo sẵn rồi, rang rồi mình ngâm nước rồi cả nhà, vo sạch rồi bây giờ mình cho vô nha. Hành ngò. Rồi tới tỏi thơm. Thêm miếng nữa đi được. Rồi miếng tiêu nữa đây. Mình bắt cái nồi cháo của mình lên một chút xíu mình nướng cá nha. Ta da, hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Dữ vậy sao? Wow, Hằng đã hoàn thành được lẩu cháo cá chơi với cá lóc nha cả nhà. Nay nấu cho anh Cường với chị Dân với anh Hải thưởng thức luôn. Tối luôn rồi cả nhà. Thì anh Cường anh có tăng cường thêm được miếng giá nè, với lại ngò rí. Đây cá phi lê của mình sẽ nhúng vô nha. Ở bên đây là cá đậu cá với xương cá chín. Rồi anh Hải ơi, chị Dân ơi, anh Cường ơi. Đói lắm rồi. Lẩu cháo cá lóc cá trê cả nhà ơi, xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy anh chị em nha.
Chị Dân chắc là bất ngờ lắm đây, không nghĩ là em sẽ làm như vậy. Yeah, chị cũng suy nghĩ nhưng mà trễ rồi, em làm rồi, gọi gì đó. Thấy em hay không? Hay. Mãi cho anh hái. Cho anh, anh, anh Cường cho nó soi mạnh lên đi, để mình nhúng cá cho anh Cường. Cá nhiều quá, thái lát cả vậy. Đi vô thấy dĩa cá, em thấy. Em chừa lại một con cá chê bự, em không có làm con cá chê bự. Quá trời nhiều. Cho lửa mạnh lên đi, xong mình nhúng cá. Đó, soi nè. Ủa, mình chán quá. Đâu giá. Một bên cá lóc, một bên cá chê. Cá này là nguyên chất luôn, mình không có ướp gì hết. Anh Cường né. Xong lấy cái đũa hết rồi. Nhẹ nhàng. Thôi cá chê, cá chê, cá chê. Em đỡ nghiêng hơn. Cá chê dài. Ừ. Cắt lại đi nha. Ủa ngon hả? Anh Hải giận hờn vậy thôi. Cái chảo này nó ngon chị Dân ơi. Quá hành chứ, quá hành chứ, quá hành. Cái này quá hành chứ. Cá thêm không? Cá thêm không? À, mình ăn rồi đó, mình đổ vô. Nốt cháo nhúng. Còn nha. Quá hấp dẫn. Mình xin mời cả nhà cùng ăn lẩu cháo nha. Thì mình sẽ gấp cho nó xoay cá đi, cho nó chín cá nha. Có bỏ giá chưa anh ơi? Chín rồi, chín rồi. Xin mời cả nhà. Anh Cường đang hấp. Anh Cường anh khi nó anh nghĩ em không biết có nấu được hay không. Dễ quá. Nấu anh Cường. Nào giờ thấy nấu đâu biết. Ta nấu sao ống kính không à, bữa nay nấu cũng đâu có ai quay cho em đâu. Em nay em tự biên tự diễn luôn. Tự biên tự diễn. Ủa xong lấy cá. Anh Cường, lấy miếng cá. Cá chê nè, anh Cường lấy cá chê mà đúng không? Chê, có muỗng. Cái tay nha. Ủa miếng cá chê ngon chị. Đây, dĩa nước mắm này mới trắng nữa. Thôi quá rồi chị ơi, bớt nha. Để ngồi nó. Đói quá cả nhà, giúp cả nhà ơi. Trời ơi, nhức cái nắp nó gung gung. Được không anh Hải, nêm gì được không anh Hải? Được. Anh Hải bên đây cái đầu đầu cá còn bên đây nè nha. Mình bỏ vô cho nó nóng không chị? Ừ. Bỏ lại đầu cá vô đây cho nó nóng. Được không? Bỏ vô đi. Ha. Nè. Bỏ vô hai cái đầu đi. Bỏ hai cái đầu bự. Đây chị đẩy lên luôn cái giá đi. Đây cả nhà. Giờ mình để ra đây cho nó. Ngon quá. Ăn đi anh Cường, làm gì ngồi cười bà vậy? Bỏ nóng rồi sao ăn được. Ủa vậy hả? Anh Hải anh hấp rồ rồ mà. Mười điểm. Đã tới nãy nè, tới nãy. Thằng xứng đáng có 10 người yêu nha mọi người. Thôi. Thôi. Trời ơi. Ngon quá. Ừ, tưởng ngon quá. Rồi cả nhà hình dung đi, mà sau khi mà anh Hải và chị Dân giải mấy rải hết mấy cái bao phần á, mà đi vô mà có một nồi cháo nóng như vậy để húp là một điều quá tuyệt vời. Đang mệt mình đói nữa. Đúng không? Quá đã. Ngày mai em qua đó nha. Có cá nữa không? Anh Cường làm gì vậy? Cái muỗng. Trời, lấy cho em luôn đi, em xuống em ăn luôn. Ừ, là có thiên nhiên, đúng không? Tắt luôn rồi hả? Nhưng mà có hụt bọng, còn bọng là hụt nữa không? Còn. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn tối cả nhà ơi. Nấu cháo cá nhiên. Trong nồi mình vẫn còn cháo. Anh Cường ăn nóng không được hả? Nóng quá chịu nổi. Chị Dân khen hoài luôn, nó dẫn ngon á. Anh Hải khen hoài này không chết. Lâu lắm rồi chị mới ăn được nồi cháo cá vậy, ngon lành vậy. Dạ. À, gửi cá đi. Không. Không Hải kìa. Không, Hải đừng ăn. Trời. Em vậy mà còn ăn thêm nữa em chín cỡ nào.
Ly ở đó mà. Vậy là ly dữ chứ. Xin mời cả nhà. Thử miếng cá chê. Nãy giờ mà chưa hết nóng. Nãy giờ tôi uống hết. Ăn đại miếng. Cái gì trắng dài trắng đậm. Ốc Dương Giang sẽ khó hẳn phải xem nước này. Tình nó qua không vậy? À, nấu thiệt. Bỏ giá nhiều nhiều vô. Nhưng mà bị chị bỏ giá nhiều quá nó lạc cháo. Chanh luôn rồi. Trời, cho miếng em quên. Em cắt mình chanh có nước không? Chanh giống chanh cái này. Chanh bè hổng tới này. Vậy? Từ bữa mình ăn canh chua tới giờ qua em đó. Có nóng gì đâu. Hai cái nọc cá trong đây nè anh Cường anh hả? Qua là mình chắc bước mấy tiêu với non. Hèn chi thấy trong tủ lạnh còn. Còn hình mấy chén nha. Còn con cá chê bự đó. Ngày mai chị kho tiêu cho nha. Chị kho không ngon. Kêu em qua kho nữa vậy. Cười. Biết đâu có người nào muốn không ăn cơm nhà để ăn chỗ khác vậy. Em là cơm nhà không ăn, lấy ăn cái gì? Cơm nhà lúc nào nhà ăn được. Nhưng mà hên á, cái bọng nó đâu có được hăng cái lóc á. Anh Cường nói gì anh Cường? Ngon không Cường? Ngon. Ngon thiệt lên. Em tích cực lên anh. Mày muốn em nấu nữa cho ăn. Nào giờ anh mới ăn của em nấu lần đầu tiên nha. Nghe rất phục không? Vậy mà được là được, ăn ngon là được rồi. Tại vì vấn đề là anh Hải với chị Vân hôm nay rải cái gì chị? Rải phân hả? Rải lông. Lông cũng bị làm trái. Lông mất. Ngày mai mệt dữ. Ngày mai ước gì nữa ha. Ha. Ngày mai mình làm mệt cái ước gì. Ngày mai muốn ăn món gì nói đại đi mệt quá. Ngoài thiết kế nó có gì? Cái chê khô cái lóc nó con chua vậy. Hết cái lóc rồi, nãy còn có con cá chê. Còn tủ đó, cái đầu với đuôi chứ mà. Vậy hả? À, bắt khác. Chỉ mương rộng nhóc. Mơ cấm tượng kho tiêu. Cấm tượng đâu kho là có sẵn rồi. Nhắm thì cá có sẵn rồi trời. Mà cái con tượng phải cứ một đặt. Đúng rồi, đặt giống hôm bữa á. Nhưng mà bữa em làm gì cho? Em như em thăm với chị đó. Dạ anh đang làm hết được. Ừ, ừ. Đặt kiếm vài con ăn được với. Ờ, uống cái lóc lòng ngon thôi. Một bình dạng mình kiếm cá sủ mình chế biến. Cá sủ hả? Con còn cá sủ rồi em nào biết chừng nào quay động đó. Đâu có đâu, cạn kéo mà. Còn cá sủ một tay kéo còn gì nữa. 20 con hay gì. Sao ngày hôm nay là mai mốt chị Vân với anh Hải kêu hàng nấu ăn hoài luôn. Trời, em nấu ăn là chị tin tưởng rồi, ngon rồi. Thử hoài. Tại ta khen ta lấy bụng người ta muốn nói ra thôi. Giờ nói rồi đó. Giờ nói rồi rồi. Em cười nó cứ chơi em. Ta chơi nào? Bảo vậy nó không biết thôi chứ làm gì ta chơi. Hồi nãy lúc mà em gọi anh cắt cá này nọ. Trời ơi, làm gì không biết ăn được không? Nói vậy đâu có thấy làm đâu. Chơi này chơi. Rồi. Mình châm vô đi, mình thêm lửa để mình bỏ cá vô. Rồi vậy ha. Để gấp miếng này, gấp cái trứng này. Rồi bây giờ là mình sẽ thêm cháo đó nha. Tại vì mấy anh chị đang rất là thích rồi, mình mừng quá. Hy vọng ngày mai sẽ làm một món gì nữa cho mọi người thích nữa nha. Còn bây giờ Hằng sẽ kết thúc video ở đây nha cả nhà.
chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Bữa nay chào, hẹn gặp lại. Bữa nay em nấu cháo không đủ ăn. Còn nhức nách. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Mẹ cũng vậy. Canh chua cá kho tiêu phải không? Mãi. Cái đồ điện máy đỉnh. Để lấy cái nồi cháo trước. Kho cá lóc không chua. Rồi. Đó gì đó.